Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bảo sự ai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Trạng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai hàng bonsai để bàn hết cô chú đủ loại giống mai luôn ạ, đế quái luôn ạ. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ anh Trạng, ủng hộ kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ, chỗ anh Trạng thì hiện tại mình cũng có một số cây mai tàn, cây tàn khủng tàn rất là hoành tráng luôn quý cô chú anh chị ha. Đang có mặt hoa luôn nha quý cô chú, cánh to lắm luôn ấy ạ. Nước nụ thì khỏi chơi ha cô chú anh chị, cái dàn su rất là dày luôn ạ. Alo, coi cái đơn mới gửi đây, cây ở ông Nam Viên á. À, bông rồi chùm chùm luôn cô chú anh chị ha. Trên Bình Dương á, bánh chắc Bình Dương không, bữa có chuyện nào mà anh em có chuyến thôi mà cô táo mình nói gì mà tới cả. Em xin phép được clip chia sẻ luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chào Phương ha, chào cô chú chị trên kênh. Rồi hôm nay về cái mấy cây mai đại lộc nhỏ nhỏ nên mai bán cặp cho anh em để bàn ha. Này để bàn thì mình trưng ông thần tài thổ địa cũng được cho anh em. Đại lộc nha, già mùa. Này cây ghép hai mùa ha, bao ghép nè. Liền đầu hết trơn rồi. Nút đủ bao nha. Có cây này nó chuẩn bông nè nè. Nè. Ủa, này thấy không, nó tròn vo. Này về bán giá mềm mềm về anh em để cho ông thằng tài vô thổ địa ha. Một ông, mỗi ông một cây, giúp cho thu hút tài lộc nha anh em. Thu hút tài lộc. Ghê quá. Bán mai là như bán đồ đá phong thủy vậy. Cái này hoành là được 13. Cái này hoành là 10. Chiều cao là 50, tàn ngang là 59, dị viên em tương đương em ơi. Rồi cặp 25 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k. Dạ, đủ nhìn thấy mê luôn á. 300k hả anh chị, được hai cây đại lộc. Rồi cặp 26 anh chị ơi, cũng là hai cây đại lộc luôn nha. Hai cây đại lộc luôn đó. Này về cô chú anh chị mình khỏi đặt đá nha, tới đó là rụng hết rồi. Chứ anh chị mình cứ giữ cái gì hoài là giờ bỏ lặt lá là ok nha anh chị. À, vậy đó, tháng này nói chung là đại lộc nó dễ cũng đá lắm anh chị ơi. Tầm khoảng có 10, 12, 13 là lặt vừa nha anh chị, đại lộc đó ha. Nè, liền do ở đâu nó chọc chứ nè. Cái này hoành là được 14. Chiều cao 33. Cái này hoành là được 9. Chiều cao 55. Rồi 300 ngàn luôn chị ơi, cặp 26 chị ơi. 300 đại lộc nha anh chị, thu hút tài lộc vô nha. Rồi. Cặp 27 chị ơi, đại lộc luôn nha, hai cây đại lộc luôn nha. Rồi cũng là thu hút tài lộc luôn nha anh chị. Nè cái này đi. Ừ. Đại lộc có hai đại lộc vào mùa nha anh chị. Cái này hoành là được 12. Cái này hoành là được 8, cái này nó ghép liền cốt luôn anh chị. Đại lộc ha. Rồi hai cái này 300 luôn chị ơi. Mã số 28 rồi, một cây đại lộc, một cây thọ hương nha anh chị. Đó. Trời ơi, đây nè, chuẩn bông nè chị, thấy không? Đó, đảm bảo chị là chuẩn bông mà. Rồi đại lộc rồi. Này nở cái cứng nhắc luôn. Cái này hoành là được 12. Rồi cây thương này hoành được 8. Chiều cao là được 49. Ngang 52. Rồi cặp 28 này xin cho luôn là 350 anh chị ơi. Rồi cây thổ hương, cây đại lộc 350. Mã số 29 đại lộc. Cái này ghép hai bo, quá khứ vàng nút anh chị ơi. Như xương cá vậy ha. Cái này vô đây đi ha. Ừ. Đại lộc hết đi. Hả? Nhỏ đi. Hai bo nha. Rồi, hoành được 13. Chiều cao được 46. Tàng ngang 67. Rồi 300k chị ơi, mã số 29. 30. Là một cái đại lộc luôn chị ơi, ghép phôi mây vàng. Rồi cái này. Cái phôi nó cực kỳ đẹp luôn nè.
cây ghép hai bo nha anh chị. À, rồi về anh chị mình tước lá rồi nụ ra dữ lắm luôn anh chị nè, quá khứ vàng nụ rồi. Cái này tại vì nó hầu giờ không có vô dây chỉnh sửa cho nên tàn gì hết anh chị, tàn nó le que vậy ha. Hoành 18, sổ nôm cao được 22, chiều cao là 70, tàn ngang là 58. Rồi 400k về mã số 30. Đây hai mùa ha. Rồi mã số 31, cái này đọc luôn chị ơi. Ờ, cái này ghép hai bo luôn nha. Hai bo lớn luôn đó cô chú. Cái này cái trồng, cái nút lụ thì cũng ngu quá trời. Bên này nó nhánh này chuẩn bông nè. Rồi một nụ nó ra coi 2 4 6 8. Trời trời dữ gì? 9 bông luôn trời. 9 bông luôn. Một nụ ra 9 bông. Cái này cái vàng nụ nó đạt nha anh chị, chuẩn bông anh chị, cái này chuẩn bông nè. Rồi hoành là được 14, chiều cao là được 79, tán ngang được 68. Rồi 350 ngàn anh chị ơi, mã số 31. 32, đại lộc luôn chị ơi. Cây này ghép hai bo luôn nha anh chị. Trời ơi vàng xương. Nút quá khứ nha anh chị ơi. Nè, bông chuẩn nha. Chuẩn bông. Hết biết bông. Rồi hoành là được 14. Chiều cao 85. Ngang 72. Rồi mã số 32, cây đại lộc xin giao lưu với cô chú anh chị mình 400. Ba ba. Rồi một cây đại lộc luôn anh chị ơi. Cái này ghép một bo luôn nha anh chị. Nhỏ dần đứng lên. Số 33 đại lộc. Hết biết dần nút anh chị ơi. Này nút nó đạt dữ thiệt chứ. Rồi hoành được 14. Chiều cao 70. Tàn ngang 48. Rồi. 250.000 mã số 33. Ô bầu lại. 34, cây dảo Phú Tăng. Cây này ghép già mùa anh chị, hơn mùa ha. Phú Tăng anh chị nụ gì đó anh chị, xíu xíu à. Nhưng mà anh chị lặt lá rồi nhiều mới nhiều nha. Phú Tăng với đại lộc tháng này anh chị. Không biết đụng mạnh sợ rụng lá. Cho nên lá nó già anh chị. Gió mạnh đông rụng nữa. Rồi cây này hoành được 13. Hoành đế là được 68. Chiều cao là 70. Ngang 72. Rồi mã số 34, cây dạo Phú Tăng là xin giao lưu với cô chú chị mình là 950 nha. Rồi mã số 35, một cây dạo siêu bông Sài Gòn. Đó đúng rồi. Ồ, cái này nụ dữ lắm nha anh chị ơi, lặt lá ra đó nè. Nói chung là nhiều nụ rồi chơi Tết là ngon lành anh chị ơi. Nhiều nụ rồi chơi Tết là đủ rồi. Cây ghép một bo duy nhất ha. Đế cũ. Ờ, thằng lắc ha. Cây này kéo nhựa rất là mạnh luôn á. Rồi, cái củ đặt là được 26. Hoành thân là 15. Chiều cao là 65. Tàn ngang là 52. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 35 xin giao lưu với cô chú chị mình là 900k. 36. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn. Cái này ghép 4 bo. Ồ đấy nè. Nút nụ quá khứ anh chị. Rồi đế sổ cao là được 15. Hoành 14. Chiều cao 63. Tàn ngang 65. Rồi 950k anh chị ơi.
thằng lắc nha anh chị. Mã số 37. Rồi giảo siêu Sài Gòn. Rồi cái này nút nè. Kẹo luôn anh chị. Cái này đế cũ nha, đế cũ thằng lắc. Cây ghép 3 bo nha anh chị. Thằng lắc đế cũ. Rồi. Cái cũ đế này là được 36. Quanh 14. Chiều cao 65. Ngang 70. Rồi 37 xin Zalo với cô chú chị mình là 950k. 950 là con cái con này chơi tới xong lấy bo ha anh chị. Này lấy bo cũng nhiều nha anh chị ơi. Rồi. Mã số 38. Siêu bông Sài Gòn luôn. Cây này ghép 3 bo nha anh chị. À, chọc ghép nó liền đầu chân ha, ghép ghép chọc nha anh chị. À, dính liền nha ha. À, đế này ha. À, cây này cô chú anh chị mình chơi cặp với cây 36 nha anh chị. Cặp với cây 36 là ok luôn á, dán nó mặt nhau luôn á. Đế sổ cao là được 15 ha. Quanh 14. Cao 66. Ngang 65. 950k luôn anh chị ơi. Mã số 38. 39. Rồi siêu Sài Gòn luôn. Rồi cái này nụ nhiều nè. Mắt cứ nụ. Nụ nhiều. Cái này mình ghép cũng được 4 con. Đế cũ nha anh chị, nguyên cục đế nè. Rồi cũ đặt này được 32. Hoành là 15. Chiều cao 68. Tàng nghe 65. 900k anh chị, mã số 39, siêu bông Sài Gòn. Mã số 40. Siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị. Cái này có một bông cho anh chị xem nè ha. Cái này nó chưa có nở ra hết nha anh chị. Cái này nở ra hết là bông bự lắm nha. Này thường thường 6,5 cm 7 cm không à. Đó, đế nè. Hoành đế 42. Hoành thân 15. Cao 70. Ngang 72. Rồi 900k. Mã số 40. Bốn mươi một. Siêu bông Sài Gòn. Rồi ở cái này nút. Quá khứ cái dàn nút nha anh chị ơi. Điều ghen luôn á. Nhà bể đế đặt nữa ha. Nguyên bể đế luôn. Rồi cái bể đế này được 39. Hoành thân là được 17 hoành ha. Chiều cao là được 6. Chiều cao 76. Ngang 70. Rồi 1.100.000 anh chị. Mã số 41. Quỷ dài được. À, số 42. Cúc Thọ Hương dán trực tầng thông. Thọ Hương dán trực tầng thông nha anh chị. Đế cũ luôn ha. Rồi cái này ghép được một mùa ha. Bông chà bá luôn. Gần bằng 4 tay luôn. Gần bằng thôi nha, không bằng nha. Rồi cũ đặt là được 36. Hoành neo là 26. Chiều cao 1m35. Ngang 1m25. Rồi mã số 42 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,2 triệu. Rồi. Mã số 43. Rồi 43 là giảo cánh tròn. Một cây giảo cánh tròn cảm ơn. Hàng ghép 2 mùa. Nút nụ bao anh em chơi Tết nha. Hàng này em bao anh em chơi nút nụ nha. Bao nút nụ cho anh em chơi nha.
hay cái đó. Rồi cái này hoành là được 27 hoành chị ơi. Cây một cốt nha anh chị. Chiều cao là được 125. Ngang 118. Rồi giá quánh tròn mã số 43 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300.000. Này trăm bo luôn. 44 là cái giỏ tròn luôn anh chị. Này trên cặp với cây 43 luôn đi anh chị, còn hai cây hết anh chị. Còn hai cây giỏ tròn này ha. Cái này nút nụ bao nên chơi nha. Bao chuyện Tết. Có một bông nè. Cây một cốt. Một cốt tay cành tứ diện luôn. Rồi 23 hoành. Chiều cao là 130. Ngang 128. Rồi mã số 44 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300.000 luôn chị ơi. Rồi tiếp tục mã số 45. 45 là một cây thọ hương. Rồi cây này đế cũ nha anh chị, đế cũ đấy. Đế cũ nở cũ nha. Đế đẹp luôn. Đó, tàn tròn đều nha anh chị. Cái đầu ừ. Ghép một mùa anh chị ơi. Rồi cái này hoành thân là được 27 hoành. Khỏi đâu hoành cũ rồi, cũ nở lên anh chị. Chiều cao 1,5 m. Tàn ngang 132. Rồi cái thợ này xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.300.000 anh chị ơi. Rồi mã số 46 là một cây thợ hương dáng trực tầng thông. Ừ, cây này cái vàng xương nó xương nó đi ngang ngang thôi anh chị. No. Cái này đế nguyên một bệ đế là cứng luôn nè chị. Nguyên một bệ đế đặt cứng luôn ha. Cũ đặt này. Nguyên cái cũ đặt là được 40 anh chị. Hoành là 29 hoành. Thóc thân là được 58. Chiều cao là 1,6 m. Ngang 1,5 m. Rồi mã số 46 xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.400.000. Mã số 47 là một cây thọ hương. Cái này là cây phơm tàn dù. À. Hai mùa nha anh chị, cây này ghép hai mùa nha. Ghép hai mùa. Hai mùa cây này nụ nút ok anh chị, cho rất ngon lành luôn nha. Rồi cây này hoành là được 24. Thoát thân là được 72. Chiều cao là 1,6 m. Ngang 118. Rồi cây thọ hương mã số 47 xin giao lưu là 2.200.000 anh chị ơi. Bao ship tặng cậu. Này cô chú anh chị nào mà ở gần gần đây như thành phố rồi là Long An rồi ha, Bình Dương rồi, em tặng cho anh chị mình cái đôn ha. Ở xa thì không gửi được nha anh chị. Chân đôn để cái chậu luôn ha. Mã số 48. Rồi, mã số 48 là một cây thợ hương VIP luôn chị ơi. À, hàng VIP và VIP luôn nha. Hàng này hàng đáng chơi sưu tầm nha anh chị. Ủa,
Cây này là cô chú anh chị mình chơi cây này là đẳng cấp nhà luôn nè. Cái cây này cô chú anh chị mình lặt lá ra nhìn cây phôi nó mới đẹp nha anh chị, mới đỉnh nha. Còn dàn lá gì anh chị mình chưa thấy hết đường thân của nó ha anh chị. Lặt lá ra nhìn nó từ cái đế tới thân mới đẹp. Rồi củ đế đặt này là được 98. Đế sổ nôm cao là 30. Rồi cái này hoành là được 27 hoành nha anh chị. Cao là được 108. Tán ngang 118. Ờ, cây này giót đọt nha anh chị ơi, nở hậu. Hoành 27 mà cái đọt nó giót rồi. Đọt nó giót có 10 nha anh chị. Mỗi cái tay cành nó, mỗi cái lắc là mỗi cái tay cành ha chị. Cây lắc vắng lông, cây lắc mà nó vẫn đứng đọt cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi mã số 48 cây thọ hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 7.500.000. Hàng này đáng chơi nha anh chị. Này cũng chỉ mình lặt lá rồi nhìn thấy cái đường thân đó mình mới ghiền nha. Cực nét luôn anh chị. Nút đủ là ok nha, bao nút đủ chơi anh chị ha. Rồi mã số 48. Cái thọ hương là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ. Rồi cô chú anh chị thấy hay bấm đăng ký kênh, bấm like nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.